nhận định soi kèo Leicester với West Brom lúc 2 giờ ngày 23 tháng 4 năm 2021. Leicester sẽ có trận đấu trên sân nhà tại vòng 32 và đối thủ của họ là West Brom. Mục tiêu 3 điểm là điều mà thầy trò huấn luyện viên Brendan Rodgers đang hướng tới. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Trong thời gian gần đây, sau những trận đấu thi đấu không tốt, đoàn quân của huấn luyện viên Brendan Rodgers cũng đã lấy lại được sự tự tin sau chiến thắng ở trận đấu gần nhất. Hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Rodgers đang có được 56 điểm sau 31 vòng đấu. Họ đã để các đội phía sau áp sát khi mà West Ham chỉ còn kém 1 điểm và nếu Chelsea thắng trận tới đây, Leicester sẽ mất vị trí thứ 3. Được thi đấu trên sân nhà trong trận đấu này sẽ là lợi thế cho thầy trò huấn luyện viên Brendan Rodgers. Khi mà Leicester đang thi đấu khá tốt trên sân nhà với 3 chiến thắng sau 4 trận đấu gần nhất. Thêm vào đó, trong 5 lần chạm trán với đối thủ West Brom gần nhất, bầy cáo đã có được thành tích bất bại với 3 chiến thắng cùng 2 trận hòa. Trong khi đó, đoàn quân của huấn luyện viên Sam Allardyce cũng đang có được phong độ thi đấu khá tốt trong những trận đấu gần đây, đặc biệt là trong 2 trận đấu gần nhất khi mà West Brom đã có được 2 chiến thắng. Tuy nhiên, với phong độ khá tệ trên sân khách gần đây, chuyến làm khách tới sân King Power sẽ là một thử thách khó khăn đối với chim sẻ. Soi kèo tài xỉu. Theo thống kê, những lần đối đầu gần nhất giữa hai đội đang có khá nhiều bàn thắng được ghi. Minh chứng là trong 3 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội đã có tổng cộng 10 bàn thắng được ghi. Thêm vào đó, hàng công của Leicester cũng đang thi đấu tốt gần đây khi mà bầy cáo đã ghi 10 bàn trong 5 vòng đấu gần nhất. Do đó, khả năng cao tài sẽ thắng kèo trận này. We'll be right back.